Chào mừng tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Ronaldo tham vọng trở thành con dê trong giới kinh doanh. Cuộc đua tranh giành danh hiệu GOAT, cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vẫn chưa có hồi kết. Nhưng ở mảng kiếm tiền và kinh doanh bóng đá, Messi không có tuổi so với Ronaldo. Ngôi sao người bồ còn ôm tham vọng lớn hơn khi muốn trở thành vận động viên kiếm tiền vĩ đại nhất. Cùng Mr. Zero khám phá Ronaldo tham vọng trở thành con dê trong giới kinh doanh nhé. Và đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Chân sút người Bồ Đào Nha không chỉ muốn chứng tỏ anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà còn muốn trở thành gương mặt thể thao giàu có nhất hành tinh. Mới đây, Cristiano Ronaldo chia sẻ: "Tôi không phải là một người điên khùng. Tôi không bị ám ảnh bởi việc tập luyện mà bị ám ảnh bởi thành công. Điều này hoàn toàn khác." Siêu sao người Bồ cũng đã dùng cả sự nghiệp gồm hơn 17 năm thi đấu của mình để phá những kỷ lục bóng đá, thâu tóm các danh hiệu cá nhân cao quý cũng như những chiếc cúp vĩ đại. Nói điều này không có nghĩa là anh sẽ treo giày bất cứ lúc nào. "Tôi vẫn yêu bóng đá, tôi thích làm thỏa mãn người hâm mộ bóng đá và người hâm mộ Ronaldo. Tuổi tác không phải là vấn đề quan trọng mà là tâm lý. 5 năm qua, tôi bắt đầu thích nhìn vào những thành tựu ngoài sân cỏ. Vậy ai biết điều gì sẽ xảy ra trong 1 hoặc 2 năm tới?" Ronaldo tự hỏi. Sự biến đổi từ CR7 cầu thủ bóng đá sang Cristiano Ronaldo, ông trùm kinh doanh 35 tuổi, khiến thế giới được chứng kiến sự ra mắt của vô số dòng sản phẩm từ đồ lót, đồ denim, giày dép, nước hoa, trung tâm môi giới kỹ thuật số, nhà hàng, phòng tập thể dục và khách sạn. Ngay bây giờ, Ronaldo đang tung hứng hai trái bóng, sự nghiệp sân cỏ và các dự án kinh doanh. Nhưng một khi anh chuyển đổi hoàn toàn sang vai trò doanh nhân, cuộc đấu tay đôi với Lionel Messi sẽ được đưa vào sách lịch sử và anh sẽ đối mặt với những đối thủ rất khác ở những cuộc cạnh tranh cũng rất khác. Những con người như Tiger Woods, LeBron James và Roger Federer đều là những vận động viên đã đạt được vị thế bất tử trong các môn thể thao của họ, song họ còn là những tay kiếm tiền khét tiếng. Và đây mới chính là đối thủ của CR7 tại lĩnh vực đầu tư kinh doanh từ thể thao. Ronaldo không chỉ ở đây để đơn giản là giành chiến thắng hoặc kiếm nhiều tiền, bởi vì anh ta đã giúp cho gia đình mình sống cả ba đời trong giàu có. Anh ở đây để làm những gì tương tự trong bóng đá, làm nên lịch sử, trở thành người vĩ đại nhất mọi thời đại, GOAT của thế giới kinh doanh. Hợp đồng hiện tại của Ronaldo với Juventus sẽ đáo hạn vào năm 2022, khi anh ấy 37 tuổi. Nếu cầu thủ này quyết định đây là lúc chấm dứt thời tung hoành sân cỏ đầy vẻ vang, thì người đàn ông quê xứ Madeira sẽ tận dụng khả năng tiếp thị của mình trên các mạng xã hội để thu hút các ngân phiếu trị giá hàng triệu đô la Mỹ. Sự khiêm tốn là đáng ngưỡng mộ, nhưng sự kiêu ngạo mới đem lại lợi nhuận. Do đó, Ronaldo luôn cố gắng hết sức để duy trì hình ảnh sạch bóng của bản thân đến mức có thể soi gương được. Anh ăn mừng những bàn thắng vô giá trị, anh bị ám ảnh với vinh quang ích kỷ và là một người đau đớn cực độ mỗi khi thua cuộc. Có thời điểm, tiền đạo đang khoác áo Juventus được nhắc đến trong những lời bóng gió: "Tôi nghĩ anh ấy là cầu thủ hay nhất thế giới." "Ồ, đừng vội tin, nó chỉ là một kiểu khen cho nó bị ăn gạch cộng đồng mà thôi." Nhưng dù thế nào, sự thành công của CR7 không thể bị ngụy trang bởi thứ gì, kể cả sự yêu ghét. Dù yêu anh ta hay ghét anh ta, bạn cũng không thể ngăn cản được siêu tiền đạo này bởi ghi hơn 700 bàn thắng trong sự nghiệp và thu hoạch 31 danh hiệu lớn chỉ tính tới thời điểm này. Khả năng săn danh hiệu kết hợp với cuộc đấu tay đôi kéo dài cả thập kỷ của Ronaldo với Messi trong cuộc đua tranh giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trong vũ trụ từ trước tới nay đã tạo ra cuộc chiến giữa hai giáo phái cổ động viên. Dữ liệu từ Hokit, một nền tảng phân tích mảng tài trợ thể thao, cho biết cầu thủ người Bồ Đào Nha có nhiều người theo dõi trên Facebook, Instagram và Twitter hơn bất kỳ vận động viên nào khác, và anh đã tạo ra 887,2 triệu tương tác chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019. Vậy ai đứng sau Ronaldo thần thánh trên mạng xã hội? Đó chính là M10 của 6 quả bóng vàng với 361,1 triệu lượt tương tác. Trên Instagram, CR7 không chỉ là vận động viên nổi tiếng nhất hành tinh mà anh còn là nhân vật nổi tiếng nhất với 198 triệu người theo dõi. Con số này nhiều hơn lượng người theo dõi của các minh tinh The Rock, Beyoncé, Ariana Grande cộng lại. Và nó cũng nhiều hơn lượng follower của mọi đội bóng ở Premier League cộng lại. Khi bạn có nhiều người theo dõi hơn toàn bộ dân số Nga, bạn có thể kiếm được 708.487 bảng cho mỗi bài đăng lên mạng xã hội, có nghĩa chỉ kém gần 300.000 bảng nữa là tròn 1 triệu bảng cho một tuss. Với mỏ người theo dõi đông hơn quân nguyên trên Instagram, CR7 quảng bá mọi thứ từ các dịch vụ truyền phát video đến công nghệ điêu khắc và thu về vô số tiền. Đối tác đem lại nhiều tiền nhất cho Ronaldo chính là đại gia Nike.
Sự hợp tác giữa chân sút người Bồ Đào Nha và hãng đồ thể thao này đã đem lại cho anh bản hợp đồng trọn đời trị giá 1 tỷ đô la Mỹ trong năm 2016. Đây chỉ là thỏa thuận trọn đời thứ 3 mà Nike đã dành cho một vận động viên, và hai người trước anh cũng là những siêu sao thể thao LeBron James và Michael Jordan. Cả hai huyền thoại này đã chứng minh được mức độ sinh lời cho sản phẩm mà họ quảng cáo. Do đó, Ronaldo đã lọt vào mắt xanh của Nike trọn đời. Tôi không muốn bắt chước bất cứ ai, bạn phải luôn luôn là chính mình. Nhưng bạn có thể thu thập các chi tiết nhỏ và lấy thứ gì đó từ các ví dụ hay, không chỉ trong bóng đá mà còn trong các môn thể thao khác như đua xe F1, NBA, golf, bất cứ môn gì. Những vận động viên hay nhất sẽ tạo được những thành tựu kỳ vĩ nhất. Ngay cả CEO của các hãng lớn còn có động lực và họ phải làm việc chăm chỉ để đạt được những điều tốt đẹp. Cầu thủ 35 tuổi chia sẻ. Quả thật, Ronaldo cũng có tham vọng phát triển thành một CEO thành công của thương hiệu Cristiano Ronaldo. Thay vì sống thoải mái với tài sản hiện có, anh vẫn đầu tư mọi nguồn tài lực vào công việc kinh doanh của chính mình. Xây dựng một cỗ máy kiếm tiền hiệu suất cao không phải là một công việc dễ dàng. Nhiều cầu thủ đã phung phí tài lực vào các khoản đầu tư sai lầm, áp lực để tạo ra lợi nhuận và những hiểm họa trắng tay là hai thứ áp lực lớn hơn bất kỳ áp lực nào mà Ronaldo đã trải qua trên sân cỏ. Anh nhận thức được rằng sự sáng chói của cá nhân chẳng có vai trò gì trong phòng họp hội đồng quản trị. Anh sẽ phải dựa vào chuyên môn của những người xung quanh. Đây là những gì thúc đẩy tôi. Mọi người đều có áp lực công việc. Ví như bạn đang chịu áp lực phải phỏng vấn Ronaldo làm sao cho hay nhất. Vậy nên hãy làm tốt nhất. Đó là cách bạn đối phó với áp lực, CR7 hóm hình nói. Và bạn phải tin tưởng vào bản thân mình. Trong bóng đá, tôi có nhiều quyền kiểm soát hơn. Tôi biết những gì tôi có thể làm. Trong kinh doanh, điều đó khó khăn hơn. Bạn phụ thuộc vào người khác. Nhưng tôi có một đội ngũ tốt. Đó sẽ chỉ là một thách thức thú vị và giàu phần thưởng. Và không có gì khiến Ronaldo thích hơn những thách thức. Khi gia nhập Manchester United năm 2003, anh chỉ là một cầu thủ 18 tuổi gầy gò. Ngay lúc đó, anh đã bắt mình phải trở thành cầu thủ hay nhất thế giới. Khi giành được quả bóng vàng thứ 5 vào năm 2017, Cristiano Ronaldo đã tuyên bố mình là cầu thủ hay nhất trong lịch sử. Tuyên bố này của anh được kiểm chứng bằng hình ảnh con dê, tức GOAT trong tiếng Anh, viết tắt của Greatest of All Time, được thả ở mọi bài đăng của anh. Hàng triệu người trên thế giới đồng ý với điều đó. Vậy Ronaldo có thể đạt đến tầm cao tương tự trong thế giới kinh doanh hay không? Phải mất nhiều năm làm việc chăm chỉ, cống hiến và đam mê để đạt được những gì tôi đã có trong bóng đá. Ngoài bóng đá, tôi vẫn chưa là gì, nhưng tôi là một người máu cạnh tranh và tôi không muốn trở thành số 2 hoặc số 3. Tôi luôn muốn trở thành số 1, tôi sẽ làm điều đó với 100% khả năng của mình, Ronaldo tuyên bố. Từ cậu bé ngây thơ ở Sporting Lisbon tới người đàn ông trưởng thành đã vươn tới đỉnh cao sự nghiệp bóng đá ở tuổi ngoài 30, bên ngoài sân cỏ, những gì siêu tiền đạo mang áo số 7 đã, đang và sẽ làm trong tương lai chắc chắn sẽ còn ấn tượng hơn thế nữa. Bạn nghĩ sao nếu Ronaldo trở thành ông trùm giới kinh doanh trong tương lai? Hãy chia sẻ suy nghĩ của mình vào phần bình luận bên dưới nhé. Nếu thấy video hấp dẫn thì đừng ngần ngại bấm like, share để ủng hộ cho kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tin tức thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại!